She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something. Hello và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review và swatch 3 dòng son mới của Gucci nhé. Đầu tiên là dòng son Sheer. Dòng son được Gucci mô tả là có chất son mềm mướt, bóng và độ lên màu nhẹ tự nhiên. Ấn tượng với mình nhất chính là vỏ son in họa tiết này, thực sự rất là đẹp mắt. Son cầm rất nặng tay, nhỏ hơn rất nhiều so với ban đầu mình hình dung. Trên thân son có khắc logo Gucci siêu đẹp nhưng cũng không quan trọng với mình lắm vì dùng lâu rồi cũng sẽ mòn. Hãng cũng có mô tả son có thể dùng được cho môi và má. Tuy nhiên mình lại không hề thích chất son của em này lẫn mùi son. Son có mùi nước hoa hồng rất nặng, kiểu giống với nước hoa mà bà mình hay dùng ấy. Và khi đánh lên môi cũng không hề phai đi. Đáng buồn là tất cả 3 dòng son hôm nay mình swatch đều có mùi này. Chất son khi đánh lên không có cảm giác dưỡng ẩm tốt, màu thì cực kỳ nhẹ so với những gì mình tưởng tượng. Nói chung là đánh như không đánh. Những cây son này có màu son được lấy cảm hứng từ các bộ phim Hollywood và các nhân vật thời vàng son. Màu mình có là màu 203 Mildred Rosewood. Đây là một màu cánh hồng khô nhưng mà vì chất son lên màu quá ít nên sẽ nhìn không ra. Kết luận là cây son này mình sẽ sử dụng trên một cây son tin nếu muốn có một độ bóng nhẹ hoặc dùng ở nhà khi có khách đến. Nếu bạn thực sự là fan của Gucci và có sở thích sưu tập son thì ok, bạn có thể chuyển vì nói thật cây son này quá đẹp. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một cây son chất lượng thì next, vì ở ngoài kia có rất nhiều cây son bóng tự nhiên mà chất lượng tổng thể tốt hơn và rẻ hơn bạn này rất nhiều. Tiếp theo là dòng son satin với chất son được mô tả là dưỡng môi mềm mượt nhưng vẫn lâu trôi và lên màu chuẩn. Vỏ son có họa tiết là mình liên tưởng tới bộ phim The Great Gatsby và thời kỳ vàng son, đồng thời cũng là ý tưởng và chú ý của hãng. Tuy không thích bằng vỏ son hoa của dòng Sheer nhưng đây vẫn là một thiết kế sang trọng và nặng tay. Hãng có 36 màu son và màu hôm nay mình chọn là màu 108 Cimarron, một màu chocolate lạnh. Tuy nhiên khi swatch lên tay rất khác so với hình hãng quảng cáo ở trên mạng vì trên da của chị model người châu Á của Gucci thì nhìn hơi nghiêng hồng. Chất son satin này lên màu rõ hơn rất nhiều dòng son Sheer và son lướt khá mướt ở trên môi. Tuy nhiên mình thấy độ dưỡng của son không có ghê gớm như được hãng mô tả. Son có bóng nhưng bóng kiểu mọng mọng xương xương chứ không bóng nhẫy. Mình đặc biệt thích màu son này vì trông rất tây và sẽ hợp với make up nhẹ. Tuy nhiên đây cũng là một trong những màu tương đối khó dùng hàng ngày với mặt mộc. Nhưng mà với bảng son 36 màu của hãng thì chắc chắn các bạn cũng có thể tìm được cho mình một màu dễ dùng hàng ngày. Tổng thể đây là một cây son đẹp từ trong ra ngoài, nhưng có đáng 990.000 không? Nếu bạn là fan Gucci và son high-end thì hãy thử vì mình thấy son khá được nhưng không có gì là quá đáng kinh ngạc. Cuối cùng mình có dòng son matte của nhà Gucci. Mình không thích vỏ son của dòng này nhất vì trông khá đơn giản và chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên đây là chất son mà mình thích nhất trong 3 dòng. Chất son được hãng mô tả là lên màu chuẩn với độ giữ màu cao và lì. Son được làm với các hạt bột màu đậm và gelling waxes, dịch đại khái là một loại sáp để son lên môi mịn và mềm như velvet. Và cái này thì mình công nhận là son lên môi rất mịn, không hề có cảm giác bết như một vài thỏi son lì khác chẳng hạn như là MAC hay là Base. Chất son tuy không mềm bằng nhưng khi đánh lên mịn và nhẹ na ná Charlotte Tilbury. Màu mình có hôm nay là màu 505 Janet Rust, một màu son đỏ gạch nghiêng cam. Mình cực ghét son đỏ có nhiều undertone màu hồng, nên tông này là một trong những số ít cây son đỏ mà mình thích. Vì thường mình hay sử dụng son đỏ nâu chứ ít khi sử dụng màu tươi như thế này. Bất ngờ là mình không hề cảm thấy bị già đi khi đánh màu này kể cả khi đánh full môi. Tuy son đánh một lúc có hơi khô với mình nhưng mình cũng không có vấn đề gì cả vì mình cực thích những thỏi son có độ lì như thế này. Độ lì thì như son kem lì nhưng lại rất nhẹ môi và không quá khô. Đặc biệt là son lên màu rất rất đậm và chuẩn nên mình không có gì để chê. Nếu chỉ mua một cây son từ Gucci thôi thì mình nghĩ các bạn nên mua dòng son lì này. Và hôm nay video của mình chỉ đến đây thôi, các bạn có định mua son Gucci không? Đừng quên comment xuống dưới cảm nhận và các đề xuất cho các video khác nhé. Cảm ơn mọi người và gặp lại mọi người vào các video sau. Bye bye!